Ngủ ngon sẽ giúp cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, phục hồi tổn thương. Do đó bên cạnh các biện pháp y tế và thói quen sinh hoạt khoa học, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Dưới đây là 6 loại thực phẩm sẽ giúp an thần, tốt cho người hay khó ngủ. 1. Chuối chứa tryptophan, loại axit amin quan trọng giúp sản xuất serotonin và melatonin. Đây là hai chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Magie và kali dồi dào trong chuối còn có thể thư giãn cơ bắp, ngăn ngừa các cơn co thắt ban đêm. Hay, sữa ấm cũng chứa chiptophan và canxi thúc đẩy não sử dụng chiptophan để sản xuất melatonin. Uống sữa ấm trước khi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhất là ở người cao tuổi. 3. Các hồi giàu omega 3 và vitamin D, hai chất dinh dưỡng quan trọng để điều chỉnh mức serotonin trong cơ thể những người ăn cá hồi thường xuyên có chất lượng giấc ngủ tốt và ít tràn trọc khi vào giấc. 4. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt chia, hạt bí ngô và hạt hướng dương giúp an thân và dễ ngủ nhờ chứa nhiều dưỡng chất như magie, chiptophan, melatonin, omega 3. Hạnh nhân và hạt chia giàu magie hỗ trợ thư giãn cơ bắp. Hạt hướng dương cung cấp vitamin E, các khoáng chất giảm căng thẳng, an thần, dễ ngủ. 4 trà tim sen giúp ngủ ngon nhờ chứa các hợp chất như nuciferin và nalubin có tác dụng an thần uống trà tim sen góp phần thư giãn hệ thần kinh giảm lo âu dễ dàng chìm vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn thảo dược giúp an thần dễ ngủ phải kể đến là bạc hà húng chanh lạc tiên bạc hà hỗ trợ cải thiện giấc ngủ nhờ menthol bảo vệ tiêu hóa húng chanh góp phần giảm căng thẳng cây lạc tiên với các hợp chất an thần góp phần điều trị rối loạn giấc ngủ và lo âu. 5. Thư giãn trước khi ngủ bằng cách đọc sách, nghe nhạc nhẹ, thiền hoặc massage sạch nhẹ ở phần cổ, vai gáy, trắng, Hạn chế cà phê, nước tăng lực, rượu trước khi ngủ và không ăn quá no hoặc uống nhiều nước. 6. Cần tập thể dục đều đặn, nhưng tránh tập cường độ cao gần giờ ngủ. Bổ sung các hoạt chất sinh học từ blueberry, việt quất và gingko biloba bạch quả, có tác dụng chống gốc tự do, hỗ trợ tăng cường máu lên não để tinh thần thư giãn, ngon giấc. Để có giấc ngủ ngon, mỗi người cần thiết lập thói quen ngủ đều đặn, ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày, tạo môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh, tối và mát mẻ. Tránh ánh sáng xanh từ điện thoại và máy tính ít nhất một giờ trước khi lên giường. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.